hai thằng đó đó nó đi nó inbox riêng cho mấy cái người khác. Quy đã từng vô một cái hội 40-50 người gì 100 người vậy đó, có 4 thằng à inbox. Ở thằng Quy này nó làm lái chim phản động, chửi đảng nhà nước đó. Cái người mà nhẹ nhẹ thôi ông đừng gặp nó, gặp nó mai mốt lỡ mai mốt mà nó về, ông về Việt Nam cái tới sân bay nó chận ông, rồi nó nói trời xương đó bạn tôi học chung lớp mà nó đã nó ngon lành lắm. Không phải đâu, sau này nó qua bên đó nó chửi đảng nhà nước, tôi không khoái mấy người đó là này kia. Là bắt đầu nó thổi lỗ tai, mà nó làm xáo trộn hết luôn. Mà trong đó cũng có mấy người chụp hình đưa tôi coi lại à. Rồi là tôi mới nói, à tụi mày có thêm cái âm mưu mới nữa. Ở trong hội đồng hương cũng có luôn. Rồi bắt đầu cái gì nữa, trên cái gì nữa. Gia tộc họ Trương. Ồ mình lên trên đó, tưởng giờ đầu tiên vô coi đã đời mình cũng tưởng đâu ok. Rồi do dòng họ Trương, nhà mình hồi xưa là có là cái gốc là từ đó cái ông quan thượng thư bộ lại bộ hình gì đó triều nhà Nguyễn đúng không, đúng rồi. Bắt đầu vô cũng coi tới coi lui đã đời rốt cuộc lũ nhét ông Trương Tấn Sang vô. Rồi bắt đầu là gia tộc họ Trương được nhận bằng khen của chánh phủ này kia, rồi bắt đầu tôi nói rồi đó, bắt đầu tôi thấy là bắt đầu tàu lao rồi đó. Là cũng nhét vô được nữa à, là có sự đóng góp kháng chiến chống Mỹ. Tôi nói bà mẹ tụi bay không khuất khỏi mắt tao thôi, ta thằng nào mời tao vô cái nhóm này vậy. Mấy con gơ, mấy con ghệ mà hot gơ á, nó cũng thâm nhập vô nữa. Mấy ghệ hot girl có thêm một cái bài đó nữa. Mà cái này là mấy thằng nhóc ác là hơi bị dính lắm. Trời ơi, chẳng qua vụ đó là có Việt Tân phía sau ấy, em biết hết ấy, em ở nhà em gần ở đó đó. Bắt đầu làm livestream lên nói, bắt đầu đưa hai cái vú ra vậy nè. Có luôn, nuôi cái băng đó luôn, đám đó là dư luận viên cấp 4, cấp 5 lận. Phải không, mấy con ghệ đó đó bán hàng online, thứ nhất là trốn thuế, thứ hai là bán ba cái set toy tầm 7 tầm bạ, bán ba cái kem mỹ phẩm, mua một bán 10, đồ giả đồ dởm. Thành ra là bắt đầu cũng lên xí mứng lên. Lên bắt đầu mặc áo để nửa cái vú ra ngoài gì nè. Bắt đầu mình nói cho mấy bạn nghe, có luôn, nó xài hết. Để làm chi ảnh hưởng mấy trẻ trâu, mấy mê vú á. Hiểu không? Cái băng mê vú vô coi đâu, nhiều khi đâu nghe con mẹ gì, nó vô coi vú không à. Đó, ừ, đưa nửa cái vú ra ngoài gì nè, mặc cái áo đưa nửa cái bụng ra nè, biết không? Bắt đầu chơi cái quần, chơi sát háng gì, bắt đầu lên livestream. Thôi em nói cho mấy anh nghe, nói cho quý vị nghe, xí mứng mà. Thấy không, cái vụ mà vườn rau Lộc Hưng ấy, em biết gành lắm ở đó đó, hồi đó trong đó đó hả, à, ăn cướp nó chạy vô trong đó xong rồi á, mấy người ở trong đó đó hả đánh luôn công an luôn, em biết em chứng kiến. Tôi vô tôi nói bà mẹ mày, mày chứng kiến, mày dám thề mày chứng kiến không, mày ra ngoài mày học máu mày chết đâu, nín khe. Ừ mà cái băng đó đông lắm, mày bắt đầu trời ơi mình là mình lên mình làm ăn mua bán mình ấy, mình đừng có để cho chính trị à, nó vô này kia. Cái xong qua ngày mai cái thằng kia ăn cướp giật đồ. Với cái nhóm mà hôm nay tôi trở về thăm trường cũ á, hội học sinh cũ, học sinh trường này trường kia á, phải đầy ở chổng luôn, dư luận viên đầy nhóc. Mới đầu á thì vô còn anh 7, anh 8, đoàn này kia thằng đó hồi đó học lớp mấy, anh này khóa mấy, ông này ở Đức, ông kia, cái mấy cái group ở trên Facebook á. Cái khóa nấy bây giờ cái đã đời cái hồi. Ủa ông đó bây giờ thành đạt ở bên Đức lắm, ông đó bên Mỹ ngon lắm, bắt đầu tụ vô, bắt đầu lọt vô thằng, bắt đầu tiên gì. À bắt đầu vậy đó. Trời đất nước bây giờ thay đổi dữ lắm, mấy bạn ở bên nước ngoài không có biết. Bây giờ về đó cái mình có cái chính sách được đầu tư á, được cái này cái kia, cái bắt đầu mình vô mình comment mình hỏi mấy câu, mấy bạn đừng có nói vậy, chúng ta không có làm được cái gì cho đất nước, chúng ta đừng có nói cái gì hết á, để cho đảng nhà nước nói đi. Bắt đầu rồi đó, mà chui vô cái chỗ nào cũng gặp tụi nó hết, nó xuất khẩu luôn cả, nỗi sợ qua tới hải ngoại luôn. Đây nè, nhiều cái gia đình ở bên hải ngoại, ở bên này á, hỏi quý vị nó rất là mâu thuẫn. Ở Mỹ á, mỗi ngày á nó lên truyền hình á chửi tổng thống Trump. Thằng anh chửi tổng thống Trump, thằng em á thì viết Facebook chửi đảng dân chửi đảng dân chủ, thằng anh á là chửi đảng cộng hòa, thằng á là chửi binh vực cho chủ trương đảng dân chủ, một thằng thì một quanh năm suốt tháng chửi ông Trump, chửi hoài. Phải không? Mà trong khi đó bà già vợ á, thôi con ơi đừng có nói gì đến Việt Nam hết, mày lỡ mày muốn ảnh hưởng đến cái dòng cái này cái kia Việt Nam. Tôi gặp hai đó đó, tôi nói hai anh em nhà mày làm truyền thông mà tao thấy ông em tụi bay không có công bằng chút nào vậy. Nói sao không công bằng ông, tôi là dân chủ, tôi là nói chuyện ra là ở nước Mỹ này là mình là free speak freedom rồi. Ok mày đâm chắc là condom á. Ok đến hỏi ông kia vô tại sao vậy, nói vậy tao thấy mày làm truyền hình hoài luôn, ngày nào mày cũng nói chuyện nước Mỹ á, mày chửi tùm lum, chửi từ cái tường biên giới, chửi tùm lum tà la đó. Rốt cuộc á cái chuyện của Việt Nam tao hỏi mày á, cái chuyện mày ở Việt Nam nó tôi không biết Việt Nam đó, mày không biết hay mày không dám nói, mày khai thiệt với tao đi. Nói ôi nói nhức đầu lắm anh ơi, rốt cuộc bữa nó ngồi nhậu khai thiệt. Thôi bà già ở nhà bà nhằn hoài à, nói gì nhằn thì mày dẹp mẹ nó nghề bình luận của mày đi, bình luận không bình luận cho tới, mày đưa tin không có trung thực. Tao là đưa tin Reuters của South China Morning Post, tin Đài Loan tao đưa ráo hết á, còn mày đưa tin mà mày hạn chế. Mà một đống những cái người ở bên này nè,
Nhật một đống luôn á, nhiều lắm, ở cái vùng Lido Sài Gòn cũng có nữa, sướng ngôn viên đập đầu một tháng chưa hết nữa. Nhưng mà không có, không phải freedom condom không à.